Em lại chào anh chị ngày mới. Chúc anh chị có một ngày nghỉ cuối tuần luôn luôn được mạnh khỏe, bình an. Và trong năm mới thì cũng chúc cho anh chị luôn luôn gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Từ trong Tết đến bây giờ thời gian của em cũng bận rộn quá, cho nên em không có thời gian để làm clip để chia sẻ đến mọi người những cái cây lan ở trong vườn của em. Thì hôm nay là em cũng đưa anh chị đến một cái chủ đề mà em đạt được của trong năm 2022. Thì chủ đề hôm nay là cắt nước, cắt nước cho cây phong lan phi điệp. Thì cái thành quả chúng ta là có được cái gì? Thì hôm nay là thành quả của cái clip đây là em nói về cái thành quả của việc cắt nước. Thì không để anh chị phải chờ lâu, thì hôm nay ở trong vườn của em á, có một vài cây là trong quá trình cắt nước của em á, là nó đã ra nụ hoa. Thì mấy cây đây là nó ra nụ hoa sớm, bây giờ mới tháng 2 chứ mấy, nhưng mà hoa nó đã đạt được cái thành quả cho mình thấy lúc ban đầu cũng như là đến bây giờ. Thì trong vườn em đây, khu vực cắt nước của em đây, đây khu vực những cây mà em đang cắt nước đây. Thì cái thành quả của em đó ngày hôm nay là em muốn chia sẻ đến với anh chị. Đây, trước mắt anh chị quan sát này. Anh chị thấy chưa? Nó ra hoa rất là đạt. Đó, nụ hoa này anh chị. Đây, mấy cái đây là ra nụ luôn nè. Thì trong quá trình cắt á, làm cắt thẳng tay luôn. Gần 2 tháng trời. Thì bây giờ cây nó cũng đã sơ sát rồi, nhưng mấy cái lá đây là mình bỏ đi, không còn tác dụng gì nữa, bỏ đi, không có để nữa. Đây em không có thời gian cho nên là em không có vặt lá. Là anh chị lưu ý kẹp hai ngón tay qua đây này, mình chỉ cần dùng một tay thôi, đưa cái ngón tay cái của mình á kẹp qua đây á là mình tước được cái lá liền đó. Anh chị thấy không, một phát một ra cái lá liền đó, cho nên là anh chị không được tước súng mà mình phải tước lên. Đó, thì trong quá trình cắt nước á, thì hôm nay em có được cái thành quả như thế này á, thì em sẽ quay anh chị, tại vì trong clip em đã nói là em sẽ quay cho anh chị thấy được là cái việc lợi ích của cái việc cắt nước. Thì trong quá trình cắt nước á, thì anh chị nhìn cái giá thể đây, nhìn nó khô lắm. Em mới sục giá thể và cho thêm rêu lên bề mặt á, tại vì chuẩn bị đón cái mùa mầm gốc mới. Thì trong quá trình ra hoa thì cây em không cần kích nữa. Thì đây là một cái mầm gốc tự nhiên này. Đó, đây là một cái mầm gốc tự nhiên. Đây anh chị quan sát. Hai cây ra hoa nó đều bung mầm gốc hết. Đó. Thì cái việc cắt nước đây á, thì đồng nghĩa với việc đó là chúng ta đã mất đi một cái bộ rễ, nhưng mà cũng không đáng kể. Trong quá trình sục và thay một chút ít giá thể bên trên bề mặt của cái cây phi điệp đây á, là em cũng quan sát thấy là bộ rễ nó cũng không chết bao nhiêu hết, nó cũng còn lại khoảng 60% đó anh chị, trong vòng khoảng gần 60 ngày cắt nước. Thì bây giờ á, là cái mầm gốc đây ra á, ví dụ như bộ rễ nó mất á, thì nó sẽ đi rễ liền luôn cho mình thấy luôn, nó sẽ phóng rễ ra liền rất là nhanh ra rễ. Ví dụ như bộ rễ nó còn tốt á, thì nó tầm khoảng tháng 4 đó, khoảng tháng 4 là bắt đầu là nó phóng rễ ra. Còn không thì mình cứ vẫn phun Hồng Nguyễn Atonic B1 mình kết hợp, là mình phun tiếp tục vô cho cái cây nó ổn định là nó ra rễ thôi. Là cây mại mình nuôi một cách rất tự nhiên. Anh chị quan sát thêm một lần nữa. Đó, như đây mà anh chị ví dụ như mà mình thương cái cây quá đó, mình thương cái cây quá, mình không có làm đúng cái quy trình đó, thì nó sẽ không bao giờ nó cho hoa như đây đâu. Đó, mình cắt thẳng tay. Thì bây giờ em có cái thành quả đây, em quay clip
để gửi đến anh chị mình trong thời gian qua là cắt nước trong vườn của mấy anh chị đánh đầu rồi. Còn bây giờ những cái thân trong vườn đây, những cây đây là hàng hè đây đó, mấy cây này cũng hàng hè, nhưng không biết là năm nay thời tiết như thế nào mà không cắt nước thì đến bây giờ là nó ra nụ đây. Thì những cái cây đây á, bây giờ mình đã cắt nước xong hết rồi á, thì cái quy trình cắt nước nó đã đạt được rồi, thì anh chị tưới á, thì mình nên tưới vào gốc thôi đó. Những cây hàng hà là anh chị lưu ý là tưới vào gốc thôi, anh tưới không tưới thì thôi, nhưng mỗi lần tưới là anh chị phải tưới cho thật đẫm. Mục đích mà tưới thật đẫm của mình á là làm cho cái cây á, nó hấp thụ nước nhanh hơn và nó giữ được cái bộ rễ của năm cũ đó. Bây giờ là những bộ rễ năm cũ khi mà nó hấp thụ nước xong rồi, bắt đầu mình phun như chế phẩm Hùng Nguyễn hay là GE gừng á, vô bắt đầu là rễ nó phân nhánh lại thôi, anh chị không có sợ nó chết cũng chẳng mất mát đi đâu. Đây những cây đây là mình đã cắt nước hoàn thành rồi đây, đây sơ sát cái trần rồi đây, nhưng mà tưới thì ai vẫn tưới bộ gốc thôi. Đó, sao đạt được. Đi qua bên đây là em có cái khu vực bên đây là những cái cây đây là em không cắt nước. Em nghĩ là nó không đủ khả năng để nó cho hoa này anh chị. Nhưng mà bây giờ nó còn phúng là đây, anh chị quan sát cái này gần nhất. Đó, anh chị thấy có mắt nữa không? Đó, mắt hoa nó sưng rồi đó. Thì những cái cây đây cũng là những cây hàng hà đó, nhưng mà không biết năm nay thời tiết như thế nào thì mình cũng không rõ, nó ra nụ cũng rất là sớm. Trong video clip em cũng chia sẻ với anh chị về cái thành quả mà em cắt nước ở trong vườn á, thì bây giờ là cái thành quả trước mắt là đạt được là khoảng 3 cây là đang cho nụ hoa, đang cho nụ hoa ở trên thân cây đây. Thì em cũng quay clip để chứng minh cho anh chị thấy là cái việc cắt nước á, để làm hoa cho cây á, cũng rất là công phu và tỉ mỉ, cho nên là mình không cần phải thương hắn đâu. Đó, hắn tự sinh ra được thì hắn tự phát triển thôi. Nhưng mà làm hoa mà anh chị cứ thương cây, cứ tưới nước liên tục cho nó thì cái thành quả nó không có, nó ra toàn cây thôi chứ nó không ra hoa đâu. Ở video clip cũng đã dài rồi, em cũng xin kết thúc video. Chúc anh chị luôn luôn được mạnh khỏe, bình an, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn anh chị thời gian qua đã ủng hộ kênh Yêu Lan TV. Anh chị nhớ nhấn like và chia sẻ cho mọi người cùng xem để kênh Hoa Lan TV, kênh Yêu Lan TV của em là ngày càng phát triển. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị.